Chị và các bạn, ngày 21 tháng 3, đoàn công tác các nhà đầu tư Hàn Quốc do ông Chung Myung-kun, giám đốc công ty In Hưng Hi-Tech làm trưởng đoàn, đã chào xã giao tại tỉnh Hòa Bình và tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, các nhà đầu tư của Hàn Quốc đã chia sẻ những mong muốn được tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như chế biến sản phẩm nông sản của tỉnh Hòa Bình, đầu tư nhà máy sản xuất các linh kiện, thiết bị để lắp đặt nhà máy xử lý rác thải thân thiện với môi trường, không phát thải ra khí CO2, sản xuất công nghệ cao. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, trong đó có tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin thêm về tiềm năng và lợi thế của tỉnh Hòa Bình với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Những năm gần đây, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực thực hiện nhiều đổi mới nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng thời gian tới các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư. Tỉnh Hòa Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư trong thời gian tới.